làm cái gì đấy hả? À? Làm gì đấy hả? À? Có biết khóa cửa nhà người ta là vi phạm pháp luật không? Hả? À? Nhanh đi! Đi đi! Đấy! Đi! Ai? Ai ở đây? Nó đánh người! Úi dồi ôi! Lướt! Mày đánh người à? Mày làm cái trò gì đấy? Mày đánh người à? Cái thằng kia! Sao mà? Đâu ra của anh Hùng này? Đây là việc riêng, không liên quan anh em ấy. Đừng có tham gia vào. Mày tắt cái máy đi. Anh bảo này, lớn rồi, không ai chơi cái trò này nhá. Chú gọi công an chưa? Để anh gọi nốt thằng Thuận xuống đây làm bữa rượu cho nó vui. Bác vào đặt em nồi cơm rồi. Giải tán. Người đẹp bị làm sao nhỉ? Can I help you? You owns no. Bim bim. Đóng băng anh ạ. Đóng băng rồi. Cắm xe. Xe nhá, xe. Ôi. Ơ cả. Sao để em đưa mình ơ cả. Tụt đạn xuất à? Sao đấy? Ai ui ui. Ui ui. Đi đâu đấy? Đi đâu? Nhà. Nhà ở đâu? Đâu ở đâu? Nhà ở đâu? Đây. Ở đâu? Taxi. Taxi kia. Hello, người quen lâu ngày không gặp. Có muốn quà ra không? À, mấy giờ rồi còn làm giá? Bắt xe ở đây hơi khó đấy. Nghe nói biệt thự nhỏ cao mới bán. Mà từ đây về nhà mới hơi xa. Chi bằng... Tôi không hiểu sao anh lại cứ thích bám mấy cái đường đã tát vào mặt anh thế nhở? Chỉ là anh muốn dạy cô em bài học về sự hối hận. Mà hình như đợt tới, nếu như bố tôi không can thiệp thì Cao Dược rất có thể sẽ thay tên đổi chủ đấy. Chú Lâm đáng tôn trọng hơn anh nhiều. Mà chuyện kinh doanh thì liên quan gì tới tôi và anh? Ơ kìa, rất liên quan đấy chứ. Cô em tát tôi đồng nghĩa với việc tát ông bố tôi và tất cả những gì ông đã gây dựng. Thôi được rồi, tôi xin lỗi anh là được chứ gì? Hả? Cái gì? Tôi xin lỗi anh là được chứ gì? Được, rất được. Xin lỗi à? Chân thành thêm tí nữa đi. Tối nay đi chơi với anh nhé. Anh hứa, ít nhất nếu như mẹ em qua nhà cầu cạnh, anh sẽ nói đỡ cho vài lời. Đi. Bỏ ra. Ăn chơi rách rời còn làm giá. Thôi, đi nhá. Thôi rách thế đây. Có giỏi thì đi kiếm mấy đứa nhà lành mà tán tỉnh đi. Bán mấy cái đứa rách này làm cái gì hả? Đừng vứt bỏ đi cơ hội cuối cùng. Rượu mời không uống, cũng đừng uống rượu phạt. Chả có mời phạt gì ở đây cả. Tôi
Thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành. Ông nội tôi bảo, đã mang họ cao thì không bao giờ được sống thấp. Ok. Phạt. Bỏ tao ra. Ăn thôi. Anh ơi. Hả? Sao lại con gái này anh ơi? Ôi. Cô sao? Anh Chí. Ôi, lại quậy, anh không bị đánh như anh mà sao? Này. Bạn thân ơi, hãy vui lên nào. Hòa nhịp các vang với bao bạn bè. Ta hát cùng với nhau khúc nhạc tuyệt vời. Vâng. Hát ở đâu? Ở đây nghe em. Mày không thấy bố mày đang sầu đời à? Thì em hát cổ động viên anh còn gì nữa? Cầm mồm. Cầm thì cầm. Cả đêm qua nằm nghĩ, không hiểu sao con chim lợn phản bội mình. À? Em không hiểu. Tao đẹp trai như này. Đúng. Phó sát lãnh đạo. Đúng. Mày không mặc cái con bọ ngựa kìa. Rõ ràng. Hả? Kiểu gì đây? Đau của em. Đúng là cái loại chim lợn. Có mắt đi mù. À thế ạ. Chị Bằng chị gọi trước lên rồi ạ. Dạ vâng vâng vâng. Thế thì tốt quá. Cái khu này của anh được đấy. Tầm ngầm tầm ngầm. Khá cho thằng em Trung tí nào. Định đầu tư sang du lịch. Quan trọng ấy là giữ bất động sản thôi. Sắp tới tôi sẽ đầu tư vào mảng năng lượng và khoáng sản. Có mấy ông anh muốn chung vốn. Cậu có làm tí không? Em thì vẫn phải theo y tế thôi, vì đấy nó là cái nghề của em. Toàn bộ các khoản chi ngoài từ lúc thành lập công ty em đã sao kê hết ra đây. Anh em mình làm việc rõ ràng một lần để tránh ảnh hưởng đến mối quan hệ với các bác ở trên. Tôi tin cậu mà. Thế còn những vị đứng sau lưng bác thì sao? Chúng tôi đã bàn và tôi được quyền quyết định. Cho em có trà đá chị ơi. Nước của em này. Nhìn gì? Này, làm cái gì đấy?